10 điều giúp phụ nữ trở nên đáng giá hơn. Kính thưa quý vị, nếu đã từng ngụp lặn trong những mối tơ vò mang tên tình cũ, rất có thể bấy lâu nay bạn luôn xem nhẹ giá trị bản thân mình. Không ai có thể hứa hẹn rằng cứ học cách yêu lấy mình trước đi, rồi sớm muộn hạnh phúc cũng gõ cửa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chỉ những ai biết trân trọng giá trị bản thân mới có thể sẵn sàng bước vào hành trình tình yêu đầy mật ngọt lẫn chông gai. Người phụ nữ hiện đại cần hiểu rõ mình muốn gì, biết điều gì là xứng đáng. Và trên tất cả, nhất định phải đủ bản lĩnh để đứng dậy bước sau thất bại. Chỉ cần khắc cốt ghi tâm 10 tư duy khác biệt sau của phụ nữ khôn ngoan là đã đủ để nắm trọn vẹn bí kíp tự chủ trong mọi mối quan hệ. 1. Đừng nghiêm trọng hóa đánh giá của người khác về mình. Người phụ nữ biết trân quý bản thân sẽ luôn tin rằng cô ấy xứng đáng được yêu. Bởi hơn ai hết, cô ấy biết chính xác giá trị của mình nằm ở đâu, cũng như thế mạnh, điểm yếu của mình là gì. Cô ấy đủ hài lòng về nhan sắc, tự tin về học vấn, thoải mái thể hiện tính cách để được đàn ông nhận ra và ngưỡng mộ. Rõ ràng, giá trị của mỗi người là do chính ta tạo nên, chứ đâu phải được nhào nặn từ bàn tay của kẻ khác, càng không thể được định nghĩa bằng những lời phán xét của bất kỳ ai. Vậy nên, sao phải hao công tổn sức băn khoăn xem thế giới ngoài kia đang nghĩ gì về mình? Đơn giản thôi, hãy bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu hay là nhận định chủ quan về bạn. Chỉ cần trân trọng và thấu hiểu những giá trị cốt lõi của bản thân là đã đủ để mỉm cười ung dung bước đi giữa cuộc đời lắm thị phi này. 2. Tình đến rồi tình đi. Hãy coi đó là lẽ tất yếu của cuộc sống. Trên thực tế, có rất nhiều phụ nữ gần như vụn vỡ sau khi chia tay. Họ chằn trọc suy nghĩ, dằn vặt bản thân, thậm chí luôn bị ám ảnh rằng mình đã không đủ tốt, đã sai lầm, nên mới dẫn tới cuộc chia ly như vậy. Lý trí có thể mách bảo rằng cuộc tình này dù cũng chẳng đi tới đâu, nhưng sự yếu đuối của con tim lại khiến cho họ tự biến mình thành một kẻ cực kỳ đáng thương. Khi hai người yêu nhau chẳng thể bước tiếp trên một con đường, hãy ngừng đổ lỗi và tuyệt đối đừng ôm hết mọi khổ đau. Đâu phải ai cũng dễ dàng gặp được định mệnh của đời mình. Có thời điểm chúng ta chia tay chỉ đơn giản là vì đối phương đã không còn phù hợp nữa. Một người phụ nữ sáng suốt sẽ không đời nào chất vấn bản thân bằng những câu hỏi như là: em đã sai ở đâu? Rốt cuộc thì anh không hài lòng về em ở điểm nào? Trong tình yêu, việc buông bỏ những điều không thuộc về mình và chọn cách mạnh mẽ bước tiếp cũng là cách để cho bạn giải thoát cho chính mình và kiếm tìm sự an yên. 3. Biết tự đặt ra những giới hạn phù hợp. Khi vạch ra giới hạn nhất định cho mình, người phụ nữ cũng biết cách ưu tiên nhu cầu và xúc cảm cá nhân, từ đó hạn chế phải lệ thuộc vào bất cứ ai hoặc điều gì khác. Nếu đã học cách nhận lời, hãy học luôn cách từ chối để không phải miễn cưỡng làm những điều mình không muốn. Dù bạn có là ai, đang tin tưởng vào điều gì, quan trọng nhất hãy cứ là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Không chỉ thế, phụ nữ cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Hà cớ gì bạn phải hy sinh bạn bè, sở thích cá nhân hay thời gian dành sang một bên chỉ để đổi lấy một chữ yêu? Nếu người đàn ông nhất định đòi hỏi điều đó, có lẽ anh ta cũng không phải lựa chọn phù hợp để cho bạn gắn bó lâu dài. Hay có những giới hạn rõ ràng để không tự đánh mất chính mình hay trở thành con rối trong một mối quan hệ tình cảm nào đó. 4. Đặt niềm tin tuyệt đối vào lựa chọn và quyết định cá nhân. Cốt lõi của việc tôn trọng bản thân chính là tin tưởng vào chọn lựa của mình, đồng thời sẵn sàng đối mặt với rủi ro khi gặp điều không như ý. Một phụ nữ thông minh không phải băn khoăn quá nhiều về những việc đã làm, càng không để những quyết định đúng sai trong đời làm rối bời tâm trí. Bằng một cách tự nhiên nhất, họ chọn cách sống thật với cảm xúc, hành động vô tư và hoàn toàn thoải mái vì điều đó. Trái lại,
chỉ những người thiếu lập trường mới hoài nghi chính mình, ngại xúc lòng lắng nghe tiếng nói bên trong và lúc nào cũng sợ sai. Cũng bởi hoang mang nên không ít người vô tình đặt quyết định và số phận của mình vào tay kẻ khác. Về lâu dài, suy nghĩ này sẽ giết chết sự chủ động mà phụ nữ hiện đại nào bắt buộc cũng phải có. 5. Ngưng khoe khoang và cũng đừng chém gió một tấc đến giời. Nói thật nhé, bạn có tuyệt vời tới mức nào thì cũng đâu cần phải hô hào lên cho cả thế giới cùng nghe. Thực ra, chính những người chưa đủ tốt, đủ đẹp, đủ giỏi lại là chúa ba hoa, chẳng qua cốt để che đậy vô số khuyết điểm của bản thân mình. Điều gì tốt đẹp có lẽ đều cần thời gian. Là phụ nữ, cứ khiêm tốn học hỏi và nỗ lực không ngừng trong âm thầm và bền bỉ, tựa như hạt mầm ẩn mình trong lòng đất suốt mùa đông, chỉ đợi ngày xuân là vươn mình lên mạnh mẽ. Một trong những sai lầm lớn nhất của phụ nữ là vội vàng thể hiện mình quá nhiều ngay từ buổi hẹn hò gặp gỡ. Nếu đủ tự tin, phụ nữ đâu cần phải tìm mọi cách chào hàng bản thân trước người đàn ông mình thích. Thay vào đó, họ coi việc hẹn hò như một phép thử khôn ngoan để quyết định xem ai sẽ là người xứng đáng cho mình đầu tư công sức, thời gian và tình cảm trên chặng đường dài. 6. Không bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Chính chúng ta, chứ không phải bất kỳ ai khác, sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước mọi hành động và cảm xúc của mình. Là một người khéo cư xử, bạn sẽ không quay ra chỉ trích hoặc đổ lỗi cho đối phương khi mối quan hệ dần trở nên lệch hướng. Ngoài ra, bạn cũng nên dẹp ngay khỏi đầu ý nghĩ mình đang là nạn nhân của ngoại cảnh hoặc của một gã đàn ông tồi tệ nào đó. Quỹ thời gian của con người là hữu hạn, thanh xuân của phụ nữ lại càng ngắn ngủi. Làm ơn ngưng phí phạm thời gian cho cuộc tình vô phương cứu chữa và hy vọng một ngày đẹp trời phép màu sẽ tới. Thêm một lời khuyên cho những người phụ nữ của tôi: tuyệt đối đừng ăn thua với người yêu cũ làm gì, vì tất cả quyết định đúng sai đều sẽ dạy cho ta một bài học, và mọi vấp váp trong quá khứ chính là học phí để ta trưởng thành. 7. Trong tình yêu, chớ nên cứng nhắc, hãy cứ thuận theo tự nhiên. Khi đã yêu, một người phụ nữ tự chủ sẽ không cho phép cảm giác bất an xâm chiếm lòng mình. Đã tới lúc phụ nữ ngừng nghĩ suy quá nhiều, tập trung vào hạnh phúc trong hiện tại và để tình yêu chín muồi một cách tự nhiên. Đừng vội vàng, cũng chớ gượng ép. Nói đi cũng phải nói lại. Điều này không đồng nghĩa với việc bạn cứ thản nhiên mà dính chặt với kiểu đàn ông lấp la lấp lửng, chẳng biết hứa nổi một câu. Mấu chốt của mối quan hệ bền vững là chính bạn phải cảm thấy thoải mái, sẵn sàng trao đi và nhận lại một cách vô tư, đồng thời thấy những việc này là xứng đáng. Nếu không thể, đừng ngại ngần đặt dấu chấm hết trong mối quan hệ vô nghĩa ấy. 8. Đừng tự ép